This is not what I want. Hello, chào toàn thể anh em nhá. Sorry anh em nhá, vì chuyện này không có quay đầu game, bởi vì đầu game tôi bị bận, tôi bị treo một xíu người nên là vô sau. Đấy, đến phút thứ đến gần hơn một phút rồi mới ăn xong bùa đỏ này. Rồi, game tôi thì đã cướp được con bùa đỏ của Hoàng Ngộ Không các bạn rồi, nên là nó khá là hoạt để nó cái nó qua nó cướp của tôi này mọi người. Rồi, ok né nhá. Thôi nói chung là lui thôi, gặp Vedet mà ở lại đánh nó, câu máu nó là tính nó Vedet nó dồn cho hai chiêu cái là tôi trắng game máu này. Đó. Còn về đến đầu game mà tôi chưa có giải kiên cường là đánh nhau với nó khó lắm mọi người. Kiểu nó dùng chiêu là auto mình không né được cái sấy của nó, thành ra nó cấu máu bao đau luôn. Đó. Rồi, nói chung là Ngộ Không nó cay nó qua nó lấy lại bùa đỏ nhưng mà tiếc là tôi đã ăn xong rồi. Đó, hên là vô sớm một xíu đấy, nhưng mà vô trễ một tí nữa Ngộ Không nó qua cái là mất bùa đỏ luôn, là coi như là cũng hòe đấy mọi người. Rồi, trận này thì Ngộ Không thọt rồi nên là tôi sẽ cố gắng ép nó nha mọi người. Nói chung là gặp Ngộ Không thì mọi người cứ cố gắng ép nhiều thôi. Tí nữa tôi sẽ chọn không được farm một con bùa nào hết nha. Rồi, bây giờ thì ăn hết bãi quái rồi thì bây giờ để tia xem nha, tôi lấy sai nha. Rồi, đây nè. Ok kìa. Ủa sao nó biết sai hay ta? Hóa ra anh Ngộ Không anh ấy nấp ở bụi này trước rồi, bảo sao. Rồi, đây là mất sai, tôi sẽ vô tên thể tôi ăn con rồng nha mọi người. Tên tôi đang nằm ở trên này nè. Đó, đây là 5 người ở trên đường này rồi, là tên nó mà đánh nhau cái là múc luôn nhá. Nè, nó bắt kìa, nó bắt ra đây kìa. Rồi. Lui nhẹ nhé mọi người. Trước hết là tôi sẽ vô ăn combo đỏ của Ngộ Không trước rồi ra đánh nhau nhá. Từ từ tem từ nhá, thiếu người nhá. Ủa rồi, tem nó ghi đu chém ở dưới mà tem nó không ai lên cover luôn. Rồi, bây giờ thì đây. Ui, lỡ đánh nó lính khoái rồi. Từ nhá, lui nhẹ mọi người, tìm góc đẹp nó bay vào nè, hai thằng nè, rồi lướt ra nè, chém Ngộ Không này. Ăn này, nghe còn tí máu kia. Ủa rồi, AD mình bắn ông đi chết rồi mọi người ơi. Tem bạn có một pha combat ở dưới đường dòng khá là phế rồi nè. Trời ơi, tem tôi xuống ngành 5 đứa đánh 4-5 mà, nên đương nhiên là hơn người là sẽ lợi thế rồi. Em bạn chết luôn 4 người ở dưới đường đà hần rồi. Còn bây giờ thì vấn đề là tôi trận này tôi đang có thế rồi, nên là tôi sẽ qua tôi cướp của Không nhé mọi người. Cặp của Không mà đang có lợi thế này thì cứ thẳng tay mà cướp thôi. Rồi, kẻ nha. Rồi bắt của Không này. Đó, chém đi, kẻ nó. Rồi, bắt tí nha. Nói chung là tôi sẽ có con đây, chém thằng chị này. Xin nha. Rồi, chém ăn luôn mạng Vedet chứ mọi người ơi. Trời ơi, trận này rồi coi như trận này tôi xanh cái này rồi mà Ngộ Không bị cướp hai bùa này nữa thì coi như trận này Ngộ Không xác định nó. Bây giờ cứ có bùa nó là tôi sẽ ra tôi cướp rồi. Mọi người nhớ hồi xưa tôi có chơi một chiến thuật đó là dừng bạn như dừng nhà không? Hôm nay trận này tôi tiếp tục lại chơi được chiến thuật nó nhé mọi người. Nói chung là Ngộ Không trận này sẽ không cho nó farm bất cứ một con gì luôn, thấy chưa? AD bạn, AD tôi cũng hiểu ý là farm luôn con quá nhỏ chết rồi. Ủa ôi, ông AD ông lui nhá, sao đi lính cao ấy. Ngộ Không kìa, chạy được không? Rồi hay quá, tự nhiên đánh sung thật chứ, bay qua lộ thắng bắn khoái trên đó luôn. Rồi, bây giờ Ngộ Không đang farm quái này nè mọi người. Rồi này, ulti này, chém này. Ui, ulti hơi sớm rồi, nhưng mà không sao, vẫn ăn được con FB đấy nhá. Rồi, ulti này không cho FB chạy này. Ui, mid ăn mất rồi, nhưng mà không sao nhá. Nói chung là tem mình, tem ai ăn cũng được hết ạ. Trời ơi, tem bạn mới phút 4 thôi mà chết 8 mạng rồi. Chưa ăn được mạng nào tên mình luôn. Họ chết tiếp mạng thằng Vera này. Rồi, bây giờ thì tôi qua tôi cướp tiếp con bùa đỏ, ai cho mày ăn? Tao ở đây mà mày dám ăn à? Trời ơi, Ngộ Không khổ không? Đấy, Ngộ Không nó khổ không? Trời ơi, nó tôi gần 3 cao vàng rồi mà thanh niên Ngộ Không mới có 1 ca 5 mà mọi người biết rồi, đầu game mà tôi còn ao vàng như vậy nữa thì không có chơi game kiểu gì. Trời ơi, đó, lâu lâu được gặp trận chơi ép đến bạn Ngộ Không muốn đái ra quần luôn. Rồi, Ngộ Không hết mana nhé mọi người, tầm này tôi cứ qua cướp rồi, cướp sạch, không cho nó quái nào hết á. Thằng Vết vô tôi cũng gần 2 luôn. Đó, rồi đi đâu, không cho phải về, đó, giờ đi về đi. Rồi, ok, lượm blue tiếp nha, trận này chắc Ngộ Không nó khóc nghè luôn các mọi người. Từ đầu game giờ ăn được mấy con quái nhỏ mà. Những con quái nhỏ cướp, tem tôi cướp gần hết sạch luôn nè, giết luôn cầm bít nữa nè. Xin nha, rồi. Đấy, 5-0 cho mình này, rồi thằng AD nó còn ăn luôn quái này này. Rồi, chém thường này, giết này, đánh thường này. Ơ kìa, đánh thường này, ơ kìa. Thế mà vẫn không đủ đam, cay thế nhở. Thế nồi thật rồi, chém nó này, ơ kìa. Vai nồi. Pha này tôi xui vãi, đánh thằng AD, thằng SB đều còn chấm máu, cứ siêu đam, cày thế không biết không ăn được. Trời ơi, cái pha mà tôi lướt chiêu 2 vào bắt con John mọi người, chết con John ấy, mà thế mà không chết nó luôn, đảo thật đam chiêu 2 ảo thế mọi người. Nhớ đam nó to mà con John có chấm siêu máu thế mà chiêu 2 vào không chết.
Rồi, trời ơi, đúng trận đấu kiểu tem tôi đúng ao trình luôn mọi người. Đó, kiểu là ép được từ đầu game rồi là tem bạn nó khó chơi cực kỳ luôn ấy. Trời ơi, phút 5 ăn 15 mạng và tem bạn không giết được mạng nào tem tôi luôn. Trời ơi, nó hiểu là độ tem tôi ép nó như thế nào đúng không? Thằng Ngộ Không thì đầu game giờ chưa hết được con quái nào. Đây, chuẩn bị qua giết nó tí mẹ mọi người. Trời ơi, mất tiếc con bùa nha. Rồi, ăn con bùa đã tính này, chém này, đánh thương này. Này này này, Nagati này. Ui, tốc biến à. Trời ơi, lùi hay quá lùi, chém thương này, chém thương này. Ui, 87 vàng, người thấy tem nó chưa? Trời ơi, ăn một mạng có 87 vàng, thua vàng cả con xe nữa. Ui ôi, rồi, ok. Bây giờ thì đi về hết rừng tem bạn rồi thì sẽ về ăn rừng nhà mình nhá mọi người. Nói chung là thằng Ngộ Không trận này nó phế, nó không được chơi game đâu mọi người. Trận này tôi không cho nó chơi game luôn. Thành ra tem bạn nó phế theo rồi mọi người. Thằng rừng nó phế rồi nên là suy ra là trận đấu này tem nó cũng phế theo mọi người. Đó là thằng rừng nó quan trọng nha mọi người. Đó, chơi game là thằng rừng quan trọng cực kỳ. Đấy, thằng rừng mà phế rồi là coi như tem cũng phế. Rồi, bây giờ thì chạy qua ăn đánh nhau thôi mọi người. Tem tôi đang giao tranh khá là cao ở trên này này. Đó, ăn được không? Ăn được thằng nào không? Rồi, không ăn được rồi. Đứng nhá, luôn nhá, đẩy cái trụ đi. Ui, dọn hết lính rồi, nhanh thế. Còn thằng nào không? Nè, đánh nè, ulti này, bắn hai đứa này. Ui, xui thế, thằng John nó bắn. Ui, mà lốc vô cao thế, ăn được thằng AD rồi kìa. Rồi, từ đợi, ui mà lốc vô cao quá. Ui mà lốc trâu mọi người ơi, chưa chết. Rồi, trời ơi, vẫn sống kìa. Nè nè, đi vô cover nè, đánh trụ vô cover. Ui, hết lính rồi. Trời ơi, chấm máu hên quá, nó muốn mà mèo. Ui, mà lốc vẫn còn sống, phải nổi thật. Trời ơi, mọi người thấy chưa? Ui, vẫn sống kìa. Trời ơi, tem ơi, có cover cho mà lốc kìa. Cover đi AD. Để chủ bắn đấy nha. Ui, ông SB này, trời ơi, top mình đánh nhau trong đó mà SB không chịu vào phụ luôn. Trời ơi, dòng chết luôn rồi. Trời ơi. Ui, mình không ngờ mà lốc sống lâu rồi luôn á mọi người. Mình cứ nghĩ là sẽ chết rồi, ai ngờ vẫn trâu vãi cả trường thật. Rồi, bây giờ thì qua đây dọn đợt lính này nha. Đó, tôi lên cấp 12 rồi. Con rồng sắp ra rồi, chuẩn bị ăn con rồng đó mọi người. Nói chung là có mục tiêu để cứ ăn thôi. Đã bảo là ép triệt để mà trận này coi như tên bạn không cho chơi game rồi. Đấy. Họ tem tôi mà không nãy không hiểu sao mà mấy ông này không chịu vô cover cho top luôn. Trời ơi, đã đẩy xong cái trụ rồi không chịu vào cover cho top luôn, để top vô đó một mình lại lo trong đó. Hết nồi thật. Rồi, nhưng mà pha đó mẹ công nhận top khỏe chứ đánh mãi mới chết top người nên bạn khổ sở thật. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ qua đôi farm nốt bùa rừng bên bùa đỏ nha. Xem tem nào coi. Đó, xem tem nào rồi tôi sẽ di chuyển lên cùng tem đánh nhau nhé mọi người. Đây nè, đây nè. Đánh nhau giao tranh ở mid này. Đây, 5 đứa này. Mà giờ thẻ luôn, tem tôi nó quá mạnh rồi. Tem bạn nó quá phế rồi, không cần tôi chứ. Không cần tôi luôn mà tem tôi ăn. Không cần AD luôn, hai thằng chủ lực của tem. Người thấy không? Hai đứa chủ lực của tem mà không cần combat luôn mà tem tôi vẫn ăn được 3 đứa mà hai đứa kia cũng chạy banh xác rồi. Có cái tí xíu máu à. Rồi ôi. Rồi, chắc là trận đấu này phải kết thúc ở đây nhá mọi người. Rồi nhàn quá. Đó, nhớ cho mọi người thấy là mọi người khi mà người đã ép được đầu game rồi thì mọi người phải ép như tôi á thì nó mới kiểu là gọi là chơi nó dễ cực kỳ luôn đấy. Ép phải ép cho triệt để nha. Rồi ok, có lẽ clip này kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn mọi người đã coi video nha. Nếu thấy hay thì nhớ cho tôi xin một like và subscribe ủng hộ kênh tôi nha. Rồi ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đừng quên like và đăng ký kênh cho tôi nha. Ok, bye bye.